Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng do Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Hội Chữ Thập Đỏ Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn hoàn cảnh nghèo khó, chồng ốm con thơ của chị Ngô Thị Lý, thôn Phúc Tân, xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương. Trước hết là thông tin về hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2019. Tổng giá trị các hoạt động đạt 54 tỷ đồng, giúp đỡ gần 180.000 lượt đối tượng là kết quả hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết tháng nhân đạo năm 2019 tại thành phố Sầm Sơn vừa qua. Kết quả hoạt động này của hội đạt 81% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và bằng 121% so với cùng kỳ. Hiệu quả hoạt động đạt trên 25 lần so với tổng kinh phí nhà nước cấp cho 3 cấp hội trong 6 tháng đầu năm. Trong tháng nhân đạo năm 2019, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã phối hợp với các ban sở ngành và 27 huyện thị thành phố tổ chức chuỗi các sự kiện. Tổng giá trị các hoạt động trong tháng nhân đạo toàn tỉnh đạt 6 tỷ 567 triệu đồng, trợ giúp cho 16.208 lượt đối tượng. Tại hội nghị, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã tặng giấy khen cho 22 tập thể, trao chứng nhận tấm lòng vàng cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong thực hiện tháng nhân đạo năm 2019. Người dân thôn Phúc Tâm, xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn, gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống của gia đình anh Vũ Văn Ngôn, chị Ngô Thị Lý. Bản thân anh Ngôn mắc bệnh tim bẩm sinh, chị Lý sức khỏe yếu, chậm chạp, trong khi hai con nhỏ thường xuyên ốm đau, khiến cuộc sống của gia đình lâm vào cảnh khốn khó cùng cực. Trong cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 6, bên căn nhà tranh cũ sập sệ, dường như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chị Lý dù còn trẻ, trông nhỏ bé, khắc khổ cho chúng tôi biết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị. Lấy nhau từ hai bàn tay trắng, hai bên gia đình nội ngoại nghèo có, đông con, nên anh chị phải bươn trải để mưu sinh kiếm sống. 6 năm trở lại đây, cả chị Lý và anh Ngôn sức khỏe suy yếu, bản thân anh Ngôn bị bệnh tim bẩm sinh ngày một nặng nên cũng không lao động được gì. Hai cháu nhỏ thường xuyên ốm đau nên hầu như chị Lý cũng nghỉ hẳn ở nhà để chăm con. Căn nhà tranh cũ gia đình chị Lý đang ở được tận dụng từ gian bếp của người anh. Lợp cách đây đã lâu, các thanh tre đã bắt đầu mục. Mái tranh dù được sửa lợp lại nhưng thường xuyên bị giạt mỗi khi mưa gió. Hai bên gia đình thì rất khó khăn, chồng tôi thì hay ốm hay đau. Nhờ các xóm bên đi lấy thuốc lá nam chữa bệnh của chồng tôi và mong có cấp trên phù hộ cho tôi là cho con tôi ăn học. Dù sức khỏe yếu nhưng thương chồng bị bệnh, con còn thơ dại, tranh thủ có người trông con, chị Lý lại tranh thủ làm thêm xào ruộng, kiếm bò gạo nuôi con. Ốm đau có thứ thì nói anh em bà con ở đây rồi thì đến hồi thăm có thứ rồi cho cháu cái người thì có khi có lúc thì mà nhiều lúc rồi có bắt gạo bắt chứ lúc khó khăn ấy. Thế rồi nhà anh nhà bản thân bên tôi đây thì nó thật là cơm nước các thứ thì thỉnh thoảng mà có tí thức ăn thì đem cho cháu. Chúng tôi cũng rất là mong và cũng muốn đề xuất với lại tất cả các ban ngành đoàn thể, các cái hội, các cái nhà hảo tâm hoặc là có một cái chương trình của hội cấp trên các cấp hỗ trợ để cho chị Lý có một cái mái nhà để cho gia đình và mấy đứa cháu có nơi ăn chốn ở, những cái lúc trời nắng trời mưa thì cũng đỡ vất vả. Để tiếp thêm nghị lực cho người phụ nữ gặp nhiều bất hạnh, giúp chị sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, rất mong sự chung tay chia sẻ của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa, số 263 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0977-270-200 hoặc chuyển tiền ủng hộ về tài khoản 3500-201-026-060, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa. Chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.